Trung Đông bất ổn tột độ với hàng loạt động thái quân sự quyết liệt và mạnh bạo. Không chỉ Gaza, Liban đang chìm trong biển lửa, Syria cũng đang rơi vào bất ổn an ninh đáng báo động khi rổ tin bốn siêu cường kích thần sấm của Mỹ bất ngờ xuất hiện, xâm phạm không phận. Israel cũng dám đoàn mạnh nhắm thẳng vào quân đội của nước láng giềng, gây thương vong lớn. Syria nóng mặt, phản ứng ra sao với phe thủ địch mà họ dán nhãn là cực đoan, trong khi đó, Israel liên tục tuyên bố quét sạch, đánh tan các Hamas ở Gaza. Có phải nhóm chiến binh đang lập một mặt trận mới nằm ngoài Gaza để quyết chiến với Tel Aviv? Biên giới israel liban dự kiến sẽ còn bùng nổ khói lửa dữ dội hơn nữa khi Tel Aviv đã tuyên bố rõ sẽ không tha cho Hezbollah bất chấp có tạm ngừng bắn ở Gaza hay không. Tình hình lúc này ra sao? Diễn biến khác, Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đang có động thái muốn phá hủy thỏa thuận con tin. Tại sao như vậy? Ở mặt trận Đông Âu, Nga tuyên bố tiến sâu vào Zabrysia, đồng thời bắn hạ tên lửa Ukraina trên biển đen. Đáng chú ý, Ukraine công khai tổn thất binh lính sau 2 năm chiến sự. Bao nhiêu lính Kiev đã ngã xuống, Nga có thể mở đợt tấn công mới vào thời gian nào? Ukraine lúc này ra sao khi 50% viện trợ vũ khí từ phương Tây vẫn bị trì hoãn? Những tin tức khác, cựu lãnh đạo Brazil tập hợp hàng chục nghìn người ủng hộ, thể hiện sức mạnh chính trị giữa cáo buộc đảo chính. Bác sĩ Hàn Quốc tiếp tục tiến về hướng văn phòng tổng thống, biểu tình phản đối tăng tuyển sinh trường y. Nông dân Ba Lan biểu tình chặn đường cao tốc tới Đức, Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sục sôi ở giải Gaza cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Chiến sự Trung Đông tiếp diễn vô cùng khốc liệt. An ninh của hàng loạt quốc gia lung lay cực độ. Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên xung đột của Nga tại Syria, ông Vadim Kulit cho biết, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã xâm phạm không phận của Syria đến 4 lần trong ngày 25 tháng 2. Ông nói, Máy bay quân sự của cái gọi là Liên minh chống cực đoan quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục gây ra các tình huống nguy hiểm, có thể dẫn đến sự cố hàng không và gia tăng căng thẳng trên không phận Syria. Bốn cường kích A-10 Thunderbolt đã xâm phạm vùng trời Syria, cụ thể là ở khu vực Antab. Băng qua đường bay quốc tế bốn lần trong một ngày, ông Kulit nói. Theo ông, trong 24 giờ qua, các máy bay của Liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng vi phạm các giáo thức hoạt động nhằm giảm nguy cơ xung đột trong khu vực. Ông cũng nói rằng... Trong ngày 25 tháng 2, lực lượng chính phủ Syria đã bị pháo kích 9 lần ở vùng Idlib. A10 Thunderbolt II hay còn gọi là thân sấm hài là loại máy bay cường kích được đánh giá có tính cơ động cao và khả năng tác chiến hiệu quả. Cũng hãng tin mờ của Syria cho biết, trong ngày 25 tháng 2, dàn UAV của Israel đã tấn công khu vực al Qusay thuộc ngoại ô vùng Homs của Syria, nơi này nằm sát biên giới Liban. Bộ quốc phòng Syria cho biết Lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 7 UAV trong bị vũ khí tại các tỉnh miền Tây gồm Hama và Iblis. Syria tuyên bố những kẻ cực đoan triển khai các phương tiện bay không người lái nhằm phá hủy một số vị trí quân sự, làng mạc và thị trấn ở hai địa phương nói trên. Trong khi đó, Hamas được cho là đang tăng cường sức mạnh trên lãnh thổ Liban, biến nước này thành mặt trận quân sự thứ hai để tiếp tục chống Israel. The Jerusalem Post hôm 26 tháng 2 cho biết, Hamas dường như có ý định lập một lực lượng chiến đấu ở Liban. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, có nhiều tin tức cho thấy Hamas chuyển mộ quy mô lớn ở trong và xung quanh các trại tị nạn người Palestine tại Liban, tập trung vào các thanh niên từ 17 đến 20 tuổi. Hiện, có 12 trại tị nạn thuộc cơ quan hỗ trợ tị nạn và việc làm cho người Palestine của Liên Hợp Quốc, UNWA ở Liban, nơi có hơn nửa triệu người tìm đến nương náu trong xung đột Israel-Arab năm 1948. Times of Israel chỉ ra, hoạt động của Hamas ở Liban bị lộ vào ngày 21 tháng 9 năm ngoái khi UAV của Israel tiêu diệt một nhóm của bốn chiến binh Hamas ở làng Chattyeh, trong đó có một phó chỉ huy của Hamas hoạt động ở Liban. Có khả năng Hamas chuẩn bị biến Liban thành cơ sở quân sự mới để tiếp tục chiến đấu với Israel. Đó cũng là nỗi lo ngại của giới lãnh đạo cũng như các đảng chính trị của Liban khi Hamas bắt đầu tuyển mộ chiến binh vào năm ngoái. Nhiều quan chức Liban đã tố Hamas vi phạm chủ quyền quốc gia. Giờ Jerusalem Post chỉ ra, hiện trên lãnh thổ Liban có nhiều chiến binh Palestine liên kết chặt chẽ Fatah, pha pha, tổ chức gần như tự do hoạt động ở phía nam. Thời gian qua, nhóm này cũng liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào phía bắc Israel. Vai trò mạnh mẽ của Fatah đã dẫn đến một cách gọi, đó là đất của Fatah. Do đó, nhiều người ở Liban lo ngại khả năng lại mọc lên vùng đất của Hamas. Bên cạnh đó, Giờ Jerusalem Post lưu ý, nếu thành công tuyển mộ, câu hỏi đặt ra là làm sao Hamas có thể hoạt động như một nhóm chiến binh độc lập. Mọi nỗ lực hợp tác hiệu quả với Hezbollah được cho là sẽ khiến Hamas gặp không ít khó khăn do Hezbollah là một tổ chức hồi giáo Shia trong khi Hamas lại theo dòng hồi giáo Sunni. Israel cũng đang lên gần đánh mạnh vào miền Nam Liban, bằng nơi có nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tham mập Israel hôm 25 tháng 2 cập nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố theo Aviv sẽ tăng cường tấn công Hezbollah, bất chấp việc có đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza hay không chúng tôi dự định tăng cường dội hỏa lực hiệu quả vào Hebron. giờ lúc nhóm này chưa tìm được người thay thế cho các chỉ huy bị theo Avi tiêu diệt. trong tình huống đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi vẫn sẽ gia tăng tấn công ở biên giới phía bắc và tiếp tục các chiến dịch cho đến khi đầy lùi Hebron và người dân Israel ở miền bắc được trở về nhà. ông Galan tuyên bố khi thăm Bộ chỉ huy phía bắc của lực lượng phòng vệ Israel. Bộ trưởng nói thêm: thật sai lầm nếu ai đó ở biên giới phía bắc tin rằng xung đột với Hebron sẽ lắng dịu khi chúng tôi đã thỏa thuận với Hamas về trao đổi con tin và tạm ngừng bắn ở Gaza. Israel sẽ tiếp tục tấn công bất chấp tình hình ở miền nam Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu đã đặt ra. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, đó là đẩy lùi Hezbollah hoặc bằng thỏa thuận ngoại giao hoặc bằng vũ lực. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, nhóm Hezbollah hoạt động ở sông Litani của Liban đã sử dụng và sở hữu súng vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tham of Israel hôm 25 tháng 2 cho biết, Hamas chưa phản hồi với các điều khoản thỏa thuận được vay ra hôm cuộc họp ở Paris vào cuối tuần qua. Dù vậy, hôm nay ngày 26 tháng 2, một phái đoàn của Israel có kế hoạch đến Qatar để thúc đẩy các cuộc đàm phán mới. Nhóm đàm phán của Israel được cho là đóng vai trò tối thiểu trong cuộc gặp ở Doha. Họ chỉ thảo luận trong giới hạn, chủ yếu về khía cạnh kỹ thuật trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời như vấn đề về số lượng viện trợ nhân đạo. Các cuộc đối thoại dự kiến cũng tập trung xác định những con tin người Israel và tù nhân an ninh Palestine đủ điều kiện được trả tự do trong trường hợp các bên đạt thỏa thuận. Trao đổi với Ynet, một quan chức Israel nói rằng khó thể biết được Hamas nghĩ gì về những phát thỏa, thỏa thuận mới. Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi hoàn thành dự thảo. Tuy nhiên, người này xác nhận đang có nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình đàm phán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25 tháng 2 nói rằng tiến trình đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza, đòi hỏi Hamas phải mềm mỏng hơn, giảm bớt yêu cầu của mình. Ông đồng thời khẳng định các thỏa thuận có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah. Trao đổi với truyền hình Mỹ CBS, đề cập đến thỏa thuận có thể đưa thêm một tin về nhà, ông Netanyahu nói rằng chúng tôi muốn thỏa thuận đó, nhưng nhà lãnh đạo vẫn lặp lại thông điệp cho rằng lập trường của Hamas trong các cuộc đàm phán hiện nay là ảo tưởng. Nếu Hamas từ bỏ các tuyên bố ảo tưởng và trở lại thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình mà tất cả các bên đều mong muốn, ông nói. Bình luận trên được ông Netanyahu đưa ra sau các cuộc đối thoại giữa phái đoàn Israel và các trung gian đàm phán quốc tế ở Paris diễn ra cuối tuần qua. Các đại diện của Hamas không tham gia và cũng không phản hồi với các điều khoản đã vạch ra. Ông Netanyahu nói thêm, Israel sẽ tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza bất chấp có đạt thỏa thuận hay không, vì chính dịch đó là cần thiết để loại bỏ Hamas. Nếu đạt thỏa thuận chiến dịch sẽ trì hoãn nhưng rồi cũng sẽ diễn ra. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch đó bằng mọi cách, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Ông Netanyahu nói thêm, sẽ sớm gặp lại các giới lãnh đạo quân sự Israel để xem xét lại các kế hoạch sơ tán dân thường Palestine khỏi Rafah cũng như quét sạch các lũ đoàn Hamas tại đây. Israel khẳng định Mỹ đồng quan điểm về vấn đề này. Tuy nhiên, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 25 tháng 2 nói với NBC rằng Tổng thống Joe Biden chưa được Israel tóm tắt về kế hoạch ở Rafah. Chúng tôi đã nói rõ ràng, Mỹ không tin là một chiến dịch quân sự lớn có thể diễn ra ở Rafah nếu không có kế hoạch rõ ràng và khả thi để bảo vệ dân thường, đảm bảo cung cấp thức ăn, quần áo và nhà ở cho họ. Chúng tôi chưa nhận được kế hoạch nào như vậy, ông Sullivan nói. Kênh 12 của truyền thông Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nêu ra điều kiện mới rằng mọi tù nhân an ninh cấp cao của Palestine được trả tự do theo thỏa thuận với Hamas phải bị trục xuất đến Qatar. Theo báo cáo, ông Netanyahu đã nêu yêu cầu trên trong các cuộc thảo luận với nội các chiến tranh. Trong đó, phái đoàn Israel đã tóm tắt cho các bộ trưởng về tiến trình các cuộc thảo luận trong hội nghị tại Paris. Ngoài ra, theo báo cáo của Wynet, trong một tham vấn qua điện thoại, ông Netanyahu nói rằng ông chưa sẵn sàng tiến tới thỏa thuận với Hamas cho đến khi nhận được danh sách cụ thể cho thấy 130 con tin bị bắt giữ ở Gaza vẫn còn sống sót. Theo Times of Israel, một số quan chức cáo buộc ông Netanyahu cố phá hủy thỏa thuận trao đổi con tin mà các bên đang thúc đẩy nhằm xoa dịu các thành viên cực hữu trong chính phủ. Ông Netanyahu không thực sự quan tâm đến thỏa thuận và đang làm nhiều thứ để phá hủy thỏa thuận và công bố các yêu cầu mới ở phút cuối, một quan chức giấu tên nói với kênh 12. Theo giới chức Israel, các thành viên khác trong đội các chiến tranh, bao gồm nhà quan sát Ari Derry và Ron Demer, đều ủng hộ các phát thảo cho thỏa thuận trao đổi con tin. Chỉ có ông Netanyahu dường như phản đối. Còn tại Đông Âu, trên đà thắng thế, Nga đang tăng cường nỗ lực tấn công. Quân đội xứ Bạch Dương đã tiến vào phía bắc làng Rabotino ở vùng Zaporizhia của Ukraine. Các khu dân cư đang chìm trong hỏa lực của Moscow. TASS hôm 25 tháng 2 dẫn lời ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào chúng ta cùng với nước Nga cho biết. Các chàng trai của chúng tôi đang ở trong các vùng dân cư phía nam Rabotino. Phần lớn ngôi làng vẫn đang nằm trong vùng xám, nơi lính Ukraine xây các hầm hào ở Phú My. Ông nói và lưu ý thêm rằng các cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực. Theo ông Rogov, nhiệm vụ chính của quân Nga là đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Rabotino do sự hiện diện của họ gây ra mối đe dọa cho thành phố Tomak, nơi quân Nga hoạt động. Lực lượng Moscow cũng đã tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở phía tây bắc thành phố Zaporizhia. Ông Rogov cho biết thêm, lực lượng Nga đã thành công nhắm vào các cơ sở hạ tầng gần làng Sirokoe ở ngoại ô Zaporizhia. Quân đội Ukraine từng dùng cơ sở này để tiến hành các chiến dịch tấn công. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 2 tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ hai tên lửa mà Ukraine phóng vào Biển Đen. Hiện Ukraine chưa cập nhật tình hình tại các mặt trận nói trên. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 2 chia sẻ với báo giới, lực lượng Nga sẽ nỗ lực tiến hành một đợt tấn công mới vào Ukraine vào, vào cuối tháng 5 hoặc trong mùa hè. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho đoàn giáng mới từ Nga. Tôi nghĩ rằng đợt tấn công của Moscow bắt đầu vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái đã không mang lại kết quả nào, nhà lãnh đạo nói. Ông cũng lưu ý, cuộc cải tổ lớn trong quân đội dẫn đến việc thay đổi tổng tư lệnh lực lượng vũ trang hàng đầu hồi đầu tháng này có liên quan đến các kế hoạch mới của Ukraine trên chiến trường, nhưng ông từ chối giải thích thêm. Nhà lãnh đạo cũng kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự mới trong một tháng tới. Ông Zelensky cũng nói rằng việc luân chuyển quân vừa qua là cực kỳ quan trọng cho nỗ lực chiến tranh và Ukraine cần chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng dự bị. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng bất ngờ công bố số thương vong của quân đội trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Cụ thể, ông cho biết có 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng nhưng không tiết lộ số quân bị thương do điều đó có thể giúp ích để Nga lên kế hoạch chiến đấu. Được biết, lần cuối Ukraine chính thức công bố tổn thất của quân đội là cuối năm 2022, khi Cố vấn Tổng thống ông Mykhailo Podolyak cho biết có 13.000 lính Ukraine thiệt mạng từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga chưa từng công bố tổn thất quân sự của mình. Hiện chưa thể xác minh độc lập con số mà Ukraine đưa ra. Ngoài ra, trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo trên thế giới tại Thụy Sĩ họp bàn về tầm nhìn cho hòa bình ở Ukraine sẽ diễn ra trong một vài tháng tới. Kế hoạch hòa bình mà hội nghị thống nhất được sau đó sẽ được chuyển cho Nga. Tôi hy vọng hội nghị sẽ diễn ra trong mùa xuân này. Chúng ta không được đánh mất sáng kiến ngoại giao này, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm, việc Ukraine có thắng Nga hay không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rastam Yumerov hôm 26 tháng 2 cho biết, phương Tây không chuyển giao đúng hạn khoảng 50% nguồn vũ khí đã hứa cấp cho Ukraine. 50% các cam kết viện trợ không được chuyển giao đúng hạn. Điều đó có nghĩa gì khi tính toán công thức của chiến tranh? Chúng ta sẽ nhìn vào đối thủ, nền kinh tế của họ đạt gần 2 triệu đô la Mỹ và họ dành 15% nguồn ngân sách chính thức và không chính thức cho cuộc chiến này. Tổng khoản tiền là hơn 150 tỷ đô la Mỹ cho mỗi năm. Do đó, về cơ bản, mọi cam kết viện trợ nếu không được chuyển đúng hạn, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mất thêm người và lãnh thổ, ông Yumerov nói. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 25 tháng 2 tái khẳng định cam kết chuyển giao vũ khí và đạn pháo cho Ukraine nhanh và hiệu quả nhất có thể. Chia sẻ với ABC, ông Sullivan cho biết Nhà Trắng cũng đã tạo áp lực để Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đưa vấn đề viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu. Ông nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc ông Johnson có sẵn lòng đứng lên và thực hiện trách nhiệm của mình trong thời điểm quan trọng này hay không. Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn việc thông qua dự luật bao gồm ngân sách 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine. Sau đó, ông còn đang bức ảnh cười tươi khi chụp chung với cựu tổng thống Donald Trump, người cũng phản đối viện trợ thêm cho Kiev. Các quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống Joe Biden tuần trước đã đến châu Âu cố gắng xoa dịu nỗi lo của các đồng minh về khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine. Washington cũng trấn an Paris, Berlin và Kiev khi chiến sự Đông Âu bước sang năm thứ ba. Ở diễn biến khác, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko vừa thông báo tranh cử tổng thống vào năm 2025. Hãng thông tấn nhà nước Belarus PETA cho biết hôm 25 tháng 2. Tuyên bố trên được ông Lukashenko đưa ra sau khi Mỹ chỉ trích các cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương ở Belarus gần đây là giả tạo. Giới chức Belarus đã bác bỏ cáo buộc và yêu cầu Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Minsk. Ông Lukashenko nói hãy nói với phe đối lập rằng tôi sẽ tranh cử. Không một tổng thống có trách nhiệm nào lại bỏ rơi người dân đã theo mình vào trận chiến. Còn một năm nữa mới đến bầu cử tổng thống, rất nhiều thứ có thể thay đổi. Được biết trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Marcy Miller nói rằng, cuộc bầu cử ở Belarus được tổ chức trong bầu không khí sợ hãi, không có quy trình nào đảm bảo tính dân chủ. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus Igor Karpenko đáp trả rằng, Hoa Kỳ không có quyền bình luận về cuộc bầu cử của Minsk và khẳng định quá trình bầu cử vẫn được kiểm soát tốt. Các quan chức ủy ban bầu cử cho biết thêm, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ ở mức dưới 73% tính đến tối ngày 25 tháng 2 theo giờ địa phương. Còn tại Brazil, Reuters ghi nhận, hôm 25 tháng 2, cựu tổng thống Jair Bolsonaro đã tập hợp hàng nghìn người ủng hộ trên đại lộ Bolista của São Paulo, thể hiện sức mạnh chính trị giữa lúc ông đối mặt nhiều cuộc điều tra và có thể ngồi tù. Được biết, hồi đầu tháng này, cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông Bolsonaro để điều tra âm mưu đảo chính. Cựu lãnh đạo đã bị tịch thu hộ chiếu và đối mặt cáo buộc chỉnh sửa dự thảo nghị định nhằm lật ngược kết quả bầu cử, gây áp lực để các chỉ huy quân sự tham gia âm mưu đảo chính và bỏ tù một thẩm phán tòa án tối cao. Diễn biến trên xảy ra sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử trước Tổng thống cánh tả Leo Inácio Lula da Silva vào năm 2022. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, những người ủng hộ ông Bolsonaro cũng từng tiến vào dinh tổng thống Brazil, tòa án tối cao và quốc hội kêu gọi đảo chính quân sự. Chỉ sau một tuần, tổng thống Lula nhậm chức. Trong cuộc biểu tình vừa qua, ông Bolsonaro đã phát biểu trong 20 phút bắt bỏ mọi cáo buộc và hồi tưởng về nhiệm kỳ 2019-2022 của mình. Vị cựu lãnh đạo nói rằng ông là nạn nhân của các hành động cực đoan và kêu gọi ân xá cho những người tham gia vụ bạo loạn ngày 8 tháng 1. Reuters cho biết, hàng trăm bác sĩ Hàn Quốc đã tập hợp và tiến về phía văn phòng tổng thống ở Seoul vào hôm 25 tháng 2 để phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh vào trường y của chính phủ. Được biết, chính phủ Hàn đang có kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 người từ năm học 2025 nhằm bổ sung thêm 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Trước cuộc biểu tình các bác sĩ đại diện cho các khu vực khác nhau trên cả nước đã tập trung tại một cuộc họp do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc tổ chức. Hiệp hội đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng tuyển sinh vì cho rằng kế hoạch này chỉ làm giảm chất lượng đào tạo chứ không thể giải quyết được sự mất cân bằng nhân lực trong ngành y tế. Theo Reuters, chính phủ Hàn Quốc hôm 26 tháng 2 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này và kịp thời có hành động tư pháp đối với việc các bác sĩ nghỉ việc tập thể. Đáp lại Hiệp hội cảnh báo sẽ tiếp tục biểu tình nếu chính phủ kiên quyết thực hiện chính sách. Nhiều bệnh viện lớn ở Hàn Quốc đã hủy bỏ hoặc hoãn các ca phẫu thuật theo lịch trình và các thủ tục điều trị khác. Trung tâm y tế Asan và Trung tâm y tế Samsung đã cắt giảm 40 hoặc 50% số ca phẫu thuật. Chính phủ tin rằng xã hội Hàn Quốc vốn ngày một già hóa và điều đó đòi hỏi đất nước cần nhiều nhân viên y tế hơn trong tương lai. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết dân số Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm do tỷ lệ sinh thấp, nên sẽ không xảy ra tình trạng thiếu bác sĩ. Cuộc đình công của gần 10.000 bác sĩ đã kéo dài gần một tuần, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều bệnh nhân bị bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, trong khi tình trạng bế tắc tiếp tục kéo dài. Còn tại Ba Lan. Hôm 25 tháng 2, nông dân đã đem thêm máy kéo tham gia biểu tình, nhằm chặn một trong những cửa khẩu quan trọng dẫn đến Đức. Reuters ghi nhận khoảng 100 máy kéo xếp hàng dài trên đường A20, phía Bắc Squyacco thuộc phía Ba Lan, phong tỏa chặt khu vực biên giới. Cuộc biểu tình bắt đầu vào chiều ngày 25 tháng 2 theo giờ địa phương đã ảnh hưởng đến giao thông ở hàng loạt khu vực. Thời gian qua, nông dân trên khắp châu Âu, cả ở Ba Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý đã đẩy mạnh các cuộc biểu tình Họ phàn nàn giá thực phẩm thấp trong khi chi phí sản xuất tăng cao. Nông dân cũng bị cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu giá rẻ và chịu áp lực do những hạn chế từ sáng kiến về biến đổi khí hậu có tên là Thỏa thuận xanh của EU. Đặc biệt, nông dân Trung Âu tức giận với sự cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài, nhất là Ukraine, sau khi EU quyết định miễn thuế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine. Nông dân Ba Lan cho biết, cuộc biểu tình sẽ kết thúc vào hôm nay 26 tháng 2 nếu chính phủ lắng nghe các yêu cầu của họ. Tình hình di cư ở biên giới Mỹ vẫn còn bất ổn. Reuters hôm 25 tháng 2 đưa tin, cuối tuần qua, nhiều người di cư cố gắng vượt sông Rio Grande để vào bang Texas đã bị cuốn trôi nhưng may mắn được lực lượng chức năng giải cứu. Theo Reuters, nhóm di cư nói trên gồm 5 người, bao gồm hai công dân Guatemala, đi theo sự hướng dẫn của một người Mexico. Nước sông chảy xiết cuốn cả nhóm về phía hạ lưu. Họ đã cố bám chặt vào nhau và kêu cứu. Lực lượng vệ binh và cảnh sát quốc gia Mexico đã vớt được các nạn nhân và hỗ trợ hồi sức. Hiện một người Guatemala vẫn mất tích. Sau đó, tầm 30 phút, lực lượng chức năng Mexico tiếp tục dùng cây gậy dài để cứu một phụ nữ Colombia trôi giữa dòng sông. Reuters cho biết, thống đốc bang Texas Greg Abbott đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự rộng 80 mẫu và dự kiến triển khai 1.800 quân tại đây trong nỗ lực ngăn chặn số lượng kỷ lục người di cư vượt biên trái phép. Nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC đã chính thức khai trương nhà máy đầu tiên tại Nhật Bản vào thứ bảy ngày 24 tháng 2. Theo Reuters, gã khổng lồ ngành chip mở nhà máy mới trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản chi hàng tỷ đô la để khởi động lại ngành sản xuất chất bán dẫn hùng mạnh một thời của đất nước này. Tại lễ khai trương nhà máy, các quan chức Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ trợ cấp thêm tới 732 tỷ yên cho TSMC để giúp cho công ty xây dựng nhà máy chế tạo chip thứ hai ở xứ Hoa Anh Đào. Quyết định sản xuất chip tại Nhật Bản của TSMC đã trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm khôi phục hoạt động sản xuất chất bán dẫn tiên tiến và củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp. TSMC cũng đang mở rộng sản xuất ở Mỹ và Đức, và họ có kế hoạch tăng cường sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản trước cuối năm nay. Công ty cho biết tổng vốn đầu tư vào liên doanh ở Nhật Bản, bao gồm việc xây dựng nhà máy thứ hai, sẽ vượt hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào hôm 25 tháng 2 cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để giúp bang Victoria đối phó tình trạng khẩn cấp về chỉ rừng. Các đám cháy đã kéo dài nhiều ngày, khiến nhiều ngôi nhà bị sang bằng. Đồng thời, chính quyền cảnh báo nhiệt độ cực cao có thể làm bùng phát thêm các đám cháy mới trong tuần này. Theo cơ quan khẩn cấp của bang, hơn 15 vụ cháy rừng đã bùng phát ở Victoria vào Chủ nhật. Khoảng 1.000 lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi hơn 50 máy bay chữa cháy đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội. Cháy rừng đã gây thiệt hại cho gia súc, phá hủy 6 ngôi nhà và buộc hơn 2.000 người phải rời các thị trấn phía Tây bang Victoria. Úc đang chịu ảnh hưởng của kiểu thời tiết El Nino, thường gắn liền với các hiện tượng cực đoan như cháy rừng, lốc xoáy và hạn hán, Reuters cho hay. Trước khi tham gia lễ rước, những chú voi này đã được ban phước tại chùa Gantra một trong những địa điểm tôn giáo nổi bật nhất ở Colombo, theo Reuters. Khách nhạc công đánh trống và vũ công cũng góp phần vào không khí náo nhiệt. Dọc theo hai bên đường, du khách và người dân địa phương hào hứng dõi theo đám rước được gọi là Nawam Maha Parahera. Cuộc diễu hành được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng 2 dương lịch hàng năm. Hàng loạt động vật hoang dã đã được phát hiện trong chuyến thám hiểm Nam Cực lần thứ 40 của Trung Quốc thông qua tàu phá băng Tuyết Long 2. Hình ảnh do tàu này ghi lại đã được đài CCTV phát sóng, cho thấy khung cảnh tươi đẹp trong hệ sinh thái Nam Cực. Vùng đất băng giá này thực ra tràn đầy sức sống, khác với hình dung của nhiều người. Trong mùa hè ở Nam Cực, vùng nước ấm hơn và chứa đầy sinh vật phù dù. Điều đó thu hút cá voi từ Nam Bán Cầu đến kiếm ăn và sinh sản ở Nam Đại Dương có khoảng 12 loài cá voi được phân thành hai nhóm chính, cá voi tấm sừng hàm và cá voi có răng. Bên cạnh đó, hải cầu là thành viên quan trọng của hệ sinh thái Nam Cực với khoảng 32 triệu con cư trú ở vùng biển băng, trên đảo và khu vực bờ biển trong khu vực. Chúng có thân hình thon gọn và bộ lông ngắn, mượt giúp đối phó tốt với điều kiện sống khắc nghiệt ở Nam Cực. Ở một không gian khác, một chú chim cánh cụt được phát hiện đang hối hả vượt qua cơn bão, tìm nơi trú ẩn giữa thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù không thể bay, nhưng loài chim biển này lại bơi rất giỏi. Chim cánh cụt thường chia đều thời gian của chúng giữa biển và đất liền. Nam cực tự hào có 7 loài chim cánh cụt. Skua, một loài chim biển săn mồi, là mối đe dọa đáng kể đối với chim cánh cụt. Chúng thường xuyên tung ra các cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực làm tổ của chim cánh cụt để cướp trứng và chim non. Skua là loài bay giỏi, khiến chúng trở thành kẻ săn mồi đáng gờm trên không và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại